Xin chào mọi người. Đây, sáng sớm tinh mơ âm 3-4 độ. Thấy mọi người xem âm 2 độ. Trời lạnh cống đông đông đá kiến. Có lúc cái này mới là giống như đá bao nó phủ thôi. Có ngày nó đông băng ở xung quanh kiến xe, không thấy đường, cạo rất là cực. Tuyết nó đóng sơ sơ ở xe này trên nóc luôn. Đây nè, cái kiếng đằng trước là coi như là nó phủ mù mịt luôn, không thấy gì luôn nha. Cái này cũng còn đỡ, có ngày nó đóng đá để cạo đá mới nhìn thấy đường mà đi. Cái này chắc chỉ có đóng tuyết sơ sơ thôi đấy. Cái này là quá sướng nha mọi người. Đấy mọi người coi ở bên trong ngồi nhìn ra ngoài nè. Thấy không? Kiến đằng trước nè. Nó đóng mấy cái giống như đá bào á. Mù mịt luôn không thấy đường. Thấy không? Nãy mình viết cái chữ 2 đây nè. Đấy. Cái này còn đỡ, nó chỉ đóng giống như đá bào thôi. Chứ có ngày nó đóng nó đông đá. Trời ơi, phải cạo cạo cực khổ. Cạo hết mấy kiến xe này chắc phải hết 15 20 phút, nhiều khi cả nửa tiếng luôn. À, mọi người xem tuyết rơi đầu mùa đây. Quá xa là tuyết luôn. Nghe có tiếng xe nó đi nó ủi tuyết, mọi người thấy không? Kia có tiếng xe nó đi nó ủi tuyết. Đấy, cái ông đó ông đi ông cắt muối xe ủi tuyết đó nha. Đấy. Tuyết như vậy mình cái đường này ai có nhà riêng là phải tự lấy chổi ra hốt ủi hết mấy cho cái đường nó trơn trụi, chứ còn không là người ta đi mà bị té là mình chịu trách nhiệm, mình phải đền cho người ta đó. Đây mọi người coi chiếc xe của mình nó bị phủ tuyết đầy. Sáng sớm tinh mơ tuyết xuống. Thấy chưa? Hôm nay mình quay cái cảnh mùa đông âm 2-3 độ ở bên xứ sở Bắc Âu. Đây mọi người thấy tuyết không? Hồi sáng nó rơi quá trời rơi luôn, bây giờ nó tan bớt rồi đấy. Đây coi cho mọi người coi nè. Tuyết đã cho mọi người. Lạnh cống luôn nha. Cái này giống như là đá bào vậy mọi người. Đấy mọi người thấy không? Năm nay chắc có không khí Noel đó mọi người. Bây giờ mình phải đi giăng đèn, giăng mấy cái đèn. Đấy, từ sáng là cái sân này là đầy tuyết luôn nha mọi người. Ở đây cũng còn một mớ nữa nè. Từ sáng mình hốt gom đống lại. Đấy. Ở đây hay cái là tuyết nó như vậy á, ủi tuyết vào một góc xong rồi rắc mấy cái muối á, là nó giữ cho không có bị trơn trượt. Ở
Mình chia sẻ video trời sáng sớm lạnh cống với nhiệt độ âm 3-4 độ ra làm sao cho mọi người xem. Đấy. Video tới đây mình xin tạm dừng. Cảm ơn mọi người đã xem.